mày nói với fan nhà tao vậy nè, còn ai muốn liên hệ đập đá sau 12 giờ đêm, mày hiểu không? À. Mấy cái chuyện đó chuyện tế nhị, hiểu chưa? Em bút riêng đúng không? Em bút riêng. Em ơi, tế nhị của em bị lộn hết rồi đó, máy quay quá trời mình thấy nhị. Cái khúc này chắc nha, bỏ mấy khúc này. Không, giữ cái khúc đó cho tôi. Tôi bán luôn nè. Nè, còn bây giờ nè, mọi người thấy không? Có nghĩa là cái đó là những cái sự trải lòng khi các bạn biết là khi chúng ta xuất hiện trên một cái gì đó, nó sẽ phải có hai mặt. Và nếu như mọi người cũng đã nghe hết cái sự trải lòng của chị Cát Thi, mọi người quý chị Thi, thì mọi người có thể là mình nhẹ cái lòng mình trước khi mình đi đến đây, mình chuẩn bị tâm lý là đến đây là phải đợi. Mà khi mình đợi, ví dụ như đây các bạn nữ thì sẽ được chị Thi phục vụ bằng lời nói, còn các bạn nam thì chúng ta sẽ được ra nhà sau ăn uống sữa. Thôi con, nó không được nghe cái này con. Ừ, tại vậy không? Nè mọi người biết không, cái lý do này giới thiệu bộ đồ luôn, tại sao chị Thi luôn mặc áo khoác kéo tới đây. Cái thời gian trước chị Thi nói chị Thi không vậy nè, cú bánh tráng hiểu không, nó đắt là nhờ cái chỗ đó đó mọi người. Ở đây thấy đàn ông đi mua không là trời, quá trời luôn. Bà phô nguyên cái cặp chú sữa bà ra sao mà không mua được, đúng không? Không sao, chị Thi có hai ca ngồi nghe ạ. Thôi là trời, con bí mà thiệt tình là vậy đúng không? Không có đâu chị, đàng hoàng chị đánh điện nè đâu nè, mà nè nó bán luôn nè, đây nè nói nghe luôn nè, mà không ai đàn bà con gái á mà bán bánh tráng hoạt động vậy biết không? Biết tại sao mọi người? Dễ ngồi lên ngồi xuống. Ủa, vô cái nhà trong đó biết chứ hết luôn rồi. Ý mà không kể cho cô nghe gì nó mới kể mỗi cái chim nè. Ý thằng không kể đó, con gái không kể đó, thằng kia kìa. Con ơi con, cái cô này cũng mệt rồi đó. Thanh Mùi, Thanh Mùi à, Thanh Mùi đã đi hoạt động giải, giải cứu giùm cho từ Bạch Tỷ con Thanh Mùi. Không lực bây giờ sao không chịu đựng được quá. Trời ơi, dạng quá. Chào con. Mùi cái mặt con thanh xà ra đây không lợi miệng em đó. Dù gì con chán đây. Sao được ạ? Không có ừ, ok. Rồi bây giờ bánh Nhi sẽ người ta đâu chia tay chị Cát Thi. Ủa? Tiền trao cháu múc. Ủa hồi nãy á, đồ đờ cái dùi cui, rồi nhận cha, nhận con. Ủa? Không chị em gần rồi em lấy cây nhíp chất quả không ra. Trời em gan quá. Gan đồ của chị mà em nói vậy. Em gan quá. Trời ơi. Thấy chưa, tao nói rồi mà không tin. Rồ bán cá viên chiên, đồ kiếm tiền mua đá đập, mua theo mua keo con chó hít nói như vậy đó, bị sản đồ đó. Người ta bự cỡ vậy mà lại lấy nhíp gấp. Không. Của chú giống như cái đinh dù vậy đó con. Trời ơi, tức con điên quá nó chiều vậy mà. Cái đinh dù thấy rằng ở dưới nó nhỏ như vậy, cái cùn kia nó sướng lắm nha, nó móc ra móc vô sướng mà. Trời ơi trời, bán bánh tráng vô bán mày dâm quá vậy. Trời ơi. Trời ơi, mọi người biết sao không? Chị Thi bán bánh tráng là chính. Không có bán bánh tráng là phụ thôi. Thấy chị là anh nói bậy con. Ủa anh nói bậy hả? Trời không không nói. Tôi đi hết một lần rồi. Số tôi làm đi hết một lần với tôi rồi. Bắt là chính hiểu không? Anh nói vậy là chính quyền bắt tôi là sao? Trộn nghe. Cho nó gào. Đi trường thật hồi nhân phẩm đó giờ. Ủa có trứng không các thầy? Có nè, có đây trứng cút nè. Con này cho thêm á chị. À không có. Ủa có cho thêm luôn á. Con. Dạ cứ như là vậy nè. Thường thường á trứng cút mà hết là có hai trứng gà. Ừ. Trứng gà trứng cút hết chị có bỏ trứng ớ cho em không? Bỏ trứng. Bỏ tính sao hả? Thôi bây giờ thì giờ Nhi sẽ để cho chị Thi chỉ giao lưu văn nghệ với những bạn nữ, và chị Thi chỉ sẽ giao lưu văn hóa xã hội tình cảm với những bạn nam bên trong. Dạ gì vấn đề là sinh lý. À sinh lý là cho nam. Thì Nhi sẽ đi qua sang cái ghế để Nhi uống nước, và Nhi sẽ ăn thử cái bánh tráng này và Nhi sẽ review cho mọi người. Giờ thì chúng ta sẽ chào tạm biệt chị Cát Thi ở đây nha mọi người nha. Giống như nãy Nhi có nói với mọi người rồi, gặp chị Cát Thi mua bánh tráng là từ 3 giờ chiều. Chị từ từ, trời ơi sao con người chị kỳ quá, kiếm tiền quá chị, nhẹ nhàng thế chị. Cuộc sống này là tình cảm là chính, cái tiền bạc nó quan trọng gì chị, hiểu không? Từ từ. Bốn phần của chị. Không, ủa em cầm bánh tráng em chưa ăn thấy không? Nhiều khi em ối hàng lại sao chị? Biết bao nhiêu con người chờ đợi chị hiểu không? Đó. Thì tiền bạc nó đâu có quan trọng gì chị em mình thôi đúng không? Đó, thì mọi người biết ha là mình sẽ mua bánh tráng từ 3 giờ tới 9 giờ tối. Còn mà sau cái 9 giờ tối đó mình cũng muốn đập đá hay gì đó, mình liên hệ sau hiểu không? Ý là cái tình cảm gì đó không? Đó thì mình gặp sau. Trời gặp chị đây em mừng muốn chết luôn chị Thi thôi. Ôi trời trời em trời ơi. Bé này nó léo lưỡi chị nha chị trời. Rồi em thấm cái tạch cái bàn tay chị vàng ngọc đẹp dữ vậy chị Thi. Chị quá chứng nhận á. Ôi là trời. Ôi rồi em ơi. Trời ơi. Đúng rồi, ý nó đúng nè. Ôi là trời hết chưa đó không? Em mới nói với mọi người bao nhiêu lần rồi đúng không? Biết bao nhiêu lần rồi, giặt không ở đâu xa, giặt xung quanh chúng ta đó. Thấy chưa mọi người? Đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị chào tạm biệt chị Cát Thi ở đây. Và em mong muốn rằng là những chị fan nhà mình, hay là các anh nào, các chị, các bạn, hay là các em nữa, mình quý chị Thi, khi mà mình đến chị Thi chuẩn bị sẵn cái tinh thần ha. Nếu mà mình đợi lâu là đàn ông là mình biết được vui đó, vui 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 nha. Phụ nữ là biết là mình sẽ được cười đúng không? Và mọi người ơi, mọi người hãy nhẹ nhàng tâm trạng như đến đây là mọi người đừng mất cọc khi mình đợi lâu ha mọi người ha. Và mọi người hãy quý chị Thi như là một cái người chị, chứ đừng xem như là chuyện tự mạng, để mọi người có thể quý chị Thi là mình ăn hoài ăn hoài ăn hoài, tại cái món này chị thấy dễ ăn cũng rất là dễ bán luôn mọi người, nên là nhớ ủng hộ chị Thi. Cảm ơn Nhi nhiều, cảm ơn hai vợ chồng rất nhiều. Cảm ơn hai vợ chồng.
chúc hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc. Chứ em không hạnh phúc thì giờ cái vụ vui em sao? Cái con này nó đâm hoài. Ừ, trời ơi trời. Không là người ta hàm răng chị Thi đẹp dễ sợ luôn, hàm răng thiệt đó. Mẹ chị đẻ như ra là cái hàm răng thiệt vậy luôn nè, thằng này cũng vậy luôn nè, răng thiệt không á. Răng trắng tư. Sau 12 giờ tôi đi kiếm phải thịt chen nha. À gặp sau 12 giờ cái vụ đó. 12 giờ. À số điện thoại của chị à, để chị cho số điện thoại công an phường của nhà chị. Tới nơi điện cho chị. Ồ là chờ chị muốn ăn từ trong đó lên phường luôn hả chị. Rồi thì Nhi sẽ bye bye tất cả mọi người nha. Bye bye. Mọi người, cảm ơn. Bye bye. Nhưng dạ. Ủa? Ủa em nhớ nữa tiền luôn không ạ? Ủa hồi nào? Ủa sao mẹ? Mẹ ngoài dễ thương quá à. Dễ thương không chị? Dễ thương. Em đàn ông lấy. Dễ đầu tiên đây nè. Đây. Còn sao chị quen ta nói đã anh trắng ơi, anh nói thằng dạ. Cảm ơn nghe. Đi, có bầu gì trước hả? Có bầu. 3 phần. Có chữ 3 năm chưa đẻ nè. Ba bầu này ngồi lại tính tiếng nha. Đổi kiểu. Con ra con chồng em làm chuyện chi phái. Đổi kiểu. Bây giờ khoa bán ai có tiền chẳng mẹ với bà. Ai có tiền chẳng không nên là khoa nó bán. Ủa chị đợi đây mà chứ không có trời vậy. Đủ 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 chân á. Đủ năm giá tiền sáng nhiều. Cảm ơn về chồng nhiều. Ok. Cảm ơn chồng ở kia ngồi chơi như chị. Rồi ok 400 mốt.